tin từ buổi tối ngày hôm nay ạ. Dạ quý vị ơi, cho em hỏi fan của team Xuân Tâm và cũng như là Xuân Tâm đang ngồi ở vị trí nào vậy ạ? Thế còn fan của Ẩn Ẩn và cũng như là fan của Phi Thanh Vân Lậu đang ngồi ở đâu ạ? Dạ, vậy còn fan của Sài Gòn Tinh Thời thì ở đâu ạ? Dạ, cảm ơn quý vị mình rất là nhiều và xin được chia lên tình cảm của quý vị mình đã đến với lại tụi em trong tối ngày hôm nay để cùng cổ vũ cho tụi em. Dạ. Và quý vị thân mến, cho em hỏi một lần nữa là ở phía bên dưới quý vị mình đã có đầy đủ hết những tờ lá vé của mình chưa ạ? Những vị nào mà mình đi sau cái buổi mình chưa có kịp mua vé thì mình hãy cùng đưa cao cánh tay lên mình ra tín hiệu để các anh chị trong đoàn có thể là chạy thật nhanh xuống dưới để phục vụ quý vị mình những tờ lá vé tiếp theo trong một loại này luôn ạ. Còn anh chị mình đã có lá vé rồi, chúng ta dùng dẫn sáu bị cho số. Hey, chúc quý vị có một buổi nhiều may mắn. Xuống gì đây, xuống gì đây, mã số cho mọi người 1378 có trên mặt đèn hợp lệ.
quý vị. Số 40 vừa đi qua. Số 40 vừa đi qua. À đây, sorry. Có một. Số 6. Có này 36. Có 3 60 giòn. Hợp lệ. Dạ quý vị ơi, con số 40 vừa rồi con chị khán giả nào mình trúng thưởng đúng không ạ? Dạ rồi, xin được chúc mừng chị gái và xin mời chị cùng tiến vào bên trong mình nhận thưởng nha. Chúc mừng chị. Wow. Chúc mừng Đại Thần với chiếc xác xanh đầu tiên của bạn. Yeah, tiếp theo Ngọc Lâm à. Chúc mừng Ngọc Lâm. Sẽ tiếp theo là Duy Phương à. À, một cú bắn tiếp theo. Chúc mừng Duy Phương. Yeah, xin chúc mừng các bạn và bây giờ xin mời ba bạn thí sinh còn lại là Vũ Lý Lan, Thanh Trúc và Thành Lập cũng sẽ quay trở lại sân khấu để chúng ta lắng nghe những lời góp ý và nhận xét đến từ các vị trí supporter cũng như các vị trí ban giám khảo ạ.